Nội thất Hữu Huân kính chào toàn thể quý khách. Trước mắt mọi người đây là đơn đặt hàng của anh Phương ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Anh Phương đặt nội thất Hữu Huân một bộ hoàng gia Louis chân 16 hàng siêu VIP, ván tràn 5 phân, vách tảng 5 phân và trương dày 10 phân, đục hai mặt, chất liệu gỗ hương đá 100%. Thì kính mời anh Phương cùng tất cả mọi người dành ra một ít phút để nội thất Hữu Huân có thể quay chi tiết bộ sản phẩm này. Thì bộ sản phẩm như trên màn hình gồm có 6 món, một đoạn, hai ghế đơn, một bàn, một đôn đầu bàn và một đôn ngồi. Kích thước phải nói là rất là to và khủng. Thì mọi người nhìn thấy tất cả các cái chân này này. Chân đoạn, chân ghế là chân 16. Chân 16 bên em xẻ ra là vuông 16. Và ván thì bên em làm ván tràn. Ván này là ván tràn 5 phân. Cả một khối gỗ bên em xẻ ra dày 5 phân. Và để xẻ được cái khối gỗ mà 5 phân mà khổ rộng như thế này thì cực kỳ là giá trị và hiếm. Trên thị trường những cái khổ gỗ rộng như thế này không còn nhiều nữa. Và mọi người có thể nhìn thấy những cái thớ vân gỗ hương đá rất là đẹp luôn. Bên em tuyển chọn vân từ vách đến ván. Và tất cả các cái vách này cũng vậy. Vách là bên em xẻ dày 5 phân, dày dặn chắc chắn. Đục hai mặt, trương dày 10 phân, đục hai mặt luôn. Đây là trương dày 10 phân, cột 10 phân, đục hai mặt, đục từ mặt trước ra mặt sau. Mặt sau đục cũng rất là nét luôn. Cái vách này dày 5 phân và đằng sau bên em cũng nhấn cực kỳ là sâu và sắc nét. Nhìn từ mặt sau thì mọi người cũng có thể nhìn thấy những cái thớ vân rất là đẹp của gỗ hương đá uốn lượn cuồn cuộn. Và phần trương thì liền khối từ cái phần thấp nhất đến phần cao nhất như thế này là liền cả một khối, không hề chấp ghép. Liền khối không hề chấp ghép. Bên em đục tỉa lại hết bằng tay riêng, cái công đục tỉa là bên em cực kỳ là tốn công. Thợ mất gần chục công thợ. Coi như là chục công thợ để hoàn thiện riêng cái đục tỉa riêng cái bộ bàn ghế này. Là đục tỉa lại bằng tay. Mọi người có thể quan sát những cái đường đục cực kỳ là sắc nét và có hồn của phần trương này, từ cái đường nét bay bổng của hoa hồng cộng những cái đường nét chuông và hoa lan tây uốn lượn rất là dẻo và đẹp mắt. Và cực kỳ là sắc sảo đến từng chi tiết. Ở giữa thì cũng là ba hai bông hoa hồng cộng một giỏ hoa mai. Giỏ hoa mai tỏa sang hai bên. Và nhấn ở giữa là một bông hoa hồng rất là to và nở cực kỳ là tươi rộ, rất là kiêu sa, kiều diễm. Và hai bên thì hoa lan tây tỏa sang hai bên rất là đẹp và nhẵn thìn đến từng chân nét đục. Bên em hoàn thiện bằng nước sơn cao cấp nhất hiện nay và rất là thân thiện với người sử dụng, đó là sơn 707 hạn chế xước. Và nó rất là thật gỗ. Sơn này sơn bóng mờ, sờ rất là mát tay. Để được cái nước sơn cuối cùng đẹp như này bắt buộc là bên em phải hoàn thiện rất là kỳ công từ cái khâu mà quật mộc, trà lu, đục tỉa, giấy ráp, giấy nhám, rất là nhiều công đoạn thì mới ra sản phẩm cuối cùng nhẵn mịn và nhẵn từ bên trong các cái khe kẽ trở đi. Quá là đẹp. Và liền khối, trương này liền khối. Mọi người hình dung ra khối gỗ cực kỳ là dài. Đoạn này dài 2m7. Trương thì từ phần này đến cái phần cao nhất là liền một khối. Thì cây gỗ xẻ ra phải chọn những khối gỗ to và tốn gỗ như thế nào. Cực kỳ là tốn gỗ. Và thớ gỗ to, khổ gỗ to lúc nào cũng giá cao hơn nhiều so với những cái gỗ nhỏ, gỗ vặt. Từ ván cũng là ván tràn 5 phân, vách cũng là 5 phân, trương cũng là liền khối dày 10 phân. Và tất cả những cái tay này là tay đặc liền khối, liền sát cột. Và anh Phương yêu cầu bên em làm tay chữ C. Tay chữ C này thì có ưu điểm là tạo lên cái vẻ đẹp rất là sang trọng, quý phái cho toàn thể bộ bàn ghế. Và nó nhấn nhá rất là mềm mại. Chân là chân 16 rồi, vuông 16 x 16. Yếm thì bên em đục thủng hoa hướng dương, cong vòng theo cái mặt ván, cong uốn lượn, lượn sóng rất là đẹp và đều. Yếm thì bên em sẽ thả rộng xuống 16 phân. Thả rộng 16 phân yếm tiền cũng như yếm hồi, thả rất là sâu, thế nên tạo ra điểm nhấn vô cùng là cân đối. Chứ không phải là yếm tiền thả sâu mà yếm hồi, yếm hậu thả ngắn, mà bên em thả đều 16 phân và dày 4 phân. Rất là tốn gỗ và giá trị. Bộ bàn ghế này rất là nặng. Một bê chục người thì cũng rất là mệt, phải sử dụng công cụ hỗ trợ thì mới bê được cái bộ bàn ghế riêng cái đoạn này. Vô cùng là nặng. Hoàn thiện cũng rất là nặng. Thợ thuyền thì mỗi lần mà lật hay là di chuyển là phải cả đội ngũ thợ trong xưởng hô hào nhau ra lật. Làm thì rất là công phu, cẩn thận, tỉ mỉ. Tiếp theo đến là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn thì có kích thước là 1m2, sâu 78, sâu gần 80 phân.
sâu gần 80 phân và cao là 1m53. Đoạn này thì cao 1m58, coi như là gần 1m6 luôn. Rất là cao, ok, và trong phòng khách thì tạo ra một cái vẻ đẹp vô cùng bề thế và ấn tượng, cũng như là sang trọng cho toàn bộ không gian phòng khách. Sâu vẫn là 78, dài 2m7. Hai chiếc ghế đơn này thì rộng 1m2, vẫn là hàng ván tràn 5 phân, chân 16, và những cái đường nét đục tỉa, đục thủng này, hoa hướng dương điểm nhấn ở giữa, cộng với ván tràn 5 phân, dày dặn, hai cái tay chữ C uốn lượn cong vòng sang hai bên. Thêm nữa là những cái đường nét đục tỉa ở vách và ở trương, thì cái vách trơn này có ưu điểm là cực kỳ là hiện đại và dễ dàng lau chùi, là một điểm nhấn, một điểm tĩnh giữa cái nét đục chạm trổ ở trương và phần ở yếm. Nó là một điểm nghỉ hoàn hảo cho mắt, thì cái vách trơn này cũng rất là nhiều ưu điểm. Dày dặn, dày 5 phân. Tiếp theo đến là cái đôn kẹp ghế thì có kích thước là 45x55, có một cái ngăn kéo cũng rất là cao to. 45x55 là em tính trên mặt khuôn tranh phủ bì, nó sẽ còn rộng thêm tầm độ 10 đến 15 phân nữa. Còn một cái ngăn kéo và yếm cũng rộng 4 phân, yếm dày 4 phân. Và đây là chiếc ghế đơn còn lại. Chiếc ghế đơn còn lại. Em quay cho mọi người quan sát từ dưới lên trên, cái dáng ghế cực kỳ là sang trọng và quyền quý. Rất là sang. Vách ghế thì những cái đường vân thớ vân uốn lượn vô cùng là đẹp mắt. Bộ này rất là tốn gỗ, và kê bộ bàn ghế này trong nhà thì mọi người sở hữu một khối tài sản rất là khổng lồ, tại vì gỗ bây giờ chỉ có lên giá chứ không bao giờ xuống giá. Những cái khối gỗ to, gỗ lớn như thế này thì không còn nhiều nữa và giá thành ngày càng càng cao. Thế nên không những sở hữu một cái món nội thất vô cùng là giá trị và đẹp, thì mọi người lại sở hữu một khối tài sản rất là lớn cho con cho cháu sau này. Tiếp theo đến là cái bàn thì có kích thước là 78x1m67. Khổ bàn này cũng là khổ cực kỳ là lớn. Khổ ván mà 78 liền tấm không hề chấp ghép như thế này là khổ gần như là cỡ đại rồi. Quá là rộng, và dài thì tận 1m67, gần 1m7. Mặt bàn thì ván tràn 5 phân. Ván tràn 5 phân vẫn là chân 16 và có hai cái ngăn kéo. Hai bên yếm thì bên em đục thủng uốn lượn hoa hướng dương, có hai cái ngăn kéo ở hai đầu. Làm bo nhẹ góc ở hai đầu cũng như là bo nhẹ hai hai bên hồi. Ở giữa thì bên em đục chống đồng, vân gỗ hương đá là vân loang, thế nên tôn lên những cái vẻ đẹp rất là quyền quý sang trọng và những cái nét chạm trổ mang đậm cái văn hóa của Việt Nam. Chống đồng Đông Sơn. Bộ bàn ghế này thì rất là to vip. Khủng, khủng to khổng lồ. Đấy, cái đôn ngồi thì nó cũng to lắm, đôn ngồi thì vuông 45 nhưng mà kích thước phủ bì của nó chắc phải lên đến tầm 55 mất, hơn 55. Yếm vẫn 4 phân, ván tràn 5 phân và cực kỳ là nặng. Bộ bàn ghế này thì tốn cực kỳ là nhiều gỗ và nhiều công thợ. Nội thất Hiệu Huân đã dồn hết sạch tâm huyết và làm cái bộ bàn ghế làm rất là chi tiết, tỉ mỉ từ phần yếm lên tới đỉnh trương. Thì luôn luôn mong muốn là những cái sản phẩm Nội thất Hiệu Huân làm ra là những cái sản phẩm đẹp nhất, tốt nhất, đẹp từ gỗ đến nước sơn, cho khách hàng có thể kê một bộ bàn ghế ưng ý và cho trong phòng khách và nhận được sản phẩm thì cảm thấy xứng đáng với đồng tiền mà mọi người bỏ ra. Cảm ơn anh Phương đã tin tưởng Nội thất Hiệu Huân, kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, may mắn và phát đạt, làm ăn phát đạt, hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem video này. Nếu mà ai có nhu cầu đặt bộ tương tự thì có thể liên hệ tới Nội thất Hiệu Huân qua số hotline là 0988 685 625, website noithathieuhuan.com và địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Bên em có fanpage là đồ gỗ Nội thất Hiệu Huân, đồ gỗ Nội thất Hiệu Huân, và kênh YouTube là Nội thất Hiệu Huân. Thì mọi người có thể đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video mới nhất. Và bên em có chuyên về những cái sản phẩm đồ kỹ, đồ gỗ làm thiên về chất lượng, kỹ đẹp, chuyên về cái sản phẩm làm tinh kỹ. Thì nếu mà ai quan tâm đến những cái sản phẩm mà thiên về kỹ, thay vì đắn đo một vài triệu về giá, thì mọi người có thể lựa chọn ra những cơ sở làm ăn uy tín, làm kỹ làm đẹp để nhận về những cái sản phẩm chất lượng nhất. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.